Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và cũng có một số điều muốn chia sẻ với mọi người trước khi mình đi vào nội dung của video ha, là Nguyễn quay cái clip này vào ngày 14 tây tháng 3. Có nghĩa là sau cái chuyến đi du lịch từ Phú Quốc trở về cùng với gia đình đó. Và các bạn cũng biết là trời Sài Gòn dạo này nó rất là kiểu chênh lệch nhiệt độ ngày đêm, xong rồi nó nóng, rồi buổi tối thì nó lại hơi lạnh lạnh một xíu. Cho nên là bệnh xoang của mình đang tái phát, kiểu mũi và mắt mình kiểu nó bị thâm luôn và tại không muốn ngủ được. Cho nên là trong cái video này có thể là giọng nói của mình nó sẽ không có được trong và nó hơi nghẹt nghẹt, thì mong là các bạn sẽ thông cảm cho Nguyễn Nguyễn ha. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Và như thường lệ thì các bạn đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn, những người em nào có những câu chuyện ma có thật của bản thân, của gia đình thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyenguyen.vlog2512@gmail.com. Đường link mình đã để trong phần mô tả và trong phần comment. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có hai câu chuyện lớn của hai người bạn gửi về cho Nguyễn. Và câu chuyện lớn đầu tiên được mang tên là Miếng Đất Âm ở Biên Hòa, Tam Hiệp. Câu chuyện lớn thứ nhất của một bạn tên là Hiếu gửi về cho Nguyễn ha. Và bạn này thì cũng trạc tuổi của Nguyễn Nguyễn. Nói sơ về bạn chút xíu. Quê ngoại của bạn là ở khu Tam Hiệp, Biên Hòa và nay là đường Phạm Văn Thuận, cổng sau của công ty BTS á. Và bạn kể bản thân bạn là một cái người bẩm sinh nó có cái sự kết nối với lại thế giới vô hình. Nhưng mà khoảng cách đây 3-4 năm, bạn gặp một cái người sư thầy rất là cao tay luôn. Sư thầy này á che mắt của bạn lại và làm cho bạn không có còn nhìn thấy người âm nữa. Và nói về cái khu nhà của bạn, bạn kêu là tất cả những cái nhà ở trong khu vực này đều còn rải rác một vài mộ phần của gia đình. Có nghĩa là qua những cái năm tháng chiến tranh đó các bạn, xong rồi giải phóng á, người ta cho xây dựng, họ cải tạo lại đất, nhưng mà họ không có bốc hết được mộ lên mà vẫn còn sót một vài cái ngôi mộ ở dưới. Và trong cái khu phố đó thì vẫn còn những cái khu mộ của một vài dòng họ nha các bạn, có nghĩa là một hệ thống mồ mả luôn đó. Người dân ở chỗ bạn á, quen với cái việc sáng mở mắt dậy bước ra ngoài đường là thấy mồ mả và buổi tối khuya đi làm về cũng thấy mồ mả xung quanh. Và nó dẫn tới một cái sự kiện á, là âm thịnh dương suy. Tại sao lại nói như vậy? Nguyên do là những cái người đàn ông ở trong cái khu vực này nè, cao lắm là sống tới 36 tuổi rồi chết. Nhưng nếu mà qua được cái đỉnh 36 á các bạn thì đều sống rất là thọ ha. Cái sự kiện đầu tiên bạn kể lại là hồi năm mà bạn 4 tuổi đó. Bạn hay về nhà bà ngoại chơi và ngủ lại qua đêm lắm. Nhà bà ngoại ngày xưa nha, nó là một cái dưới nó là cái sàn đất và hai cái vách tôn xi măng và để rất nhiều những cái phản gỗ lớn ở bên ngoài. Và buổi tối thì bà cháu là hay nằm ngủ trên mấy tấm phản này và từ cái chỗ tấm phản đó, nhìn ra bên ngoài thì thấy mộ của ông ngoại với lại mộ của bà cố. Bà cố có nghĩa là mẹ của bà ngoại đó. Một hôm ha, khi mà bạn Hiếu này là bạn đang ngủ rất là say thì bạn thấy là có một cái người đàn ông mặc áo bà ba màu nâu. Cái người đàn ông đó đi vào nhà khều bạn này á và hỏi: "Mày là đâu mà mày dám tới đây để ngủ?" Khi này nè, 4 tuổi rồi cho nên là bạn cũng ý thức được, bạn cũng nhớ và bạn nhìn cái mặt của người đàn ông đó thì cảm thấy rất là hung dữ luôn. Sau khi mà bị hỏi như vậy thì bạn mới trả lời là: "Dạ con là con của mẹ Hồng, con ở Sài Gòn xuống chơi với mẹ." Và sau khi dứt cái câu đó các bạn, mặt ông đó đó tự nhiên hiền lại và ông nói là: "Thôi mày ngủ đi, ông đi đây." Sáng hôm sau khi mà bạn Hiếu tỉnh dậy, bạn có kể với bà ngoại và tả lại vóc dáng á, thì bà ngoại của bạn kêu là ông ngoại của mày về đó. Kể một xíu về ông ngoại của bạn Hiếu ha. Ông ngoại mất lúc năm mẹ của bạn vừa tròn 10 tuổi thôi. Và ông là lính theo chế độ trước, đang lúc chiến tranh á, thì bị bắn chết. Và sau đó có một cái loạt những cái câu chuyện về ông ngoại luôn và ông rất là linh. Mẹ của bạn kể lại là ngày xưa bà ngoại có chơi hụi ha. Chơi một thời gian thì bị bể hụi phải bán nhà để mà trả nợ. Những cái người tới mua nhà đó các bạn, họ chồng tiền xong xuôi hết rồi. Nhưng mà tự nhiên họ nhìn thấy á, là có một cái người đàn ông đen thui ngồi một cục ở ngay góc nhà. Và họ rất là sợ cho nên họ lấy lại tiền cọc và họ bỏ đi. Cũng vì những cái câu chuyện như vậy mà giữ được cái ngôi nhà cho đến cái thời điểm hiện tại. Và có một lần á, em của ông ngoại về chơi Tết và đang ngủ thì thấy là ông ngoại hiện về kêu dậy ha. Khi đó em ông ngoại hỏi á, là có gì không anh hai?
thì ông ngoại của bạn đáp lời trong cái giấc mơ á, là tao thấy nhà vui quá, tao dẫn lính đi ngang qua đây cho nên tao ghé vô để tao coi. Sau cái lần đầu tiên năm 4 tuổi đó thì mãi cho đến năm mà bạn này học lớp 2 ha, tầm đang hè á, thì bạn nghe được một cái tin là cậu ruột của bạn mất, là cậu thứ tư. Sau đó thì bạn Hiếu này mới theo ba của mình đi về Biên Hòa để mà gặp cậu lần cuối. Và cái đêm trước khi mà liệm đó các bạn, bạn này không có ngủ được ha, tại vì mọi người trong nhà ngồi nói chuyện và ôn lại những cái kỷ niệm về cái người cậu tư này nè, ồn lắm. Khi đó thì bạn Hiếu này đang đi lòng vòng trong nhà á, thì tự nhiên ông cậu hai á, ông kêu đi ra ngoài sân đi, và ông chỉ về phía nấm mộ đối diện cái nhà và cách độ chừng khoảng 30 mét. Cậu hai của bạn mới hỏi á, là ê, mày có thấy cái gì không? Bạn Hiếu cũng nhìn qua ha, nhưng lúc đầu thì bạn không thấy gì hết, nhưng mà nhìn kỹ lại á, thì bạn thấy là có một cái bóng trắng. Cái bóng nó ngộ lắm các bạn, không có nhìn biết là đàn bà hay đàn ông đâu, chỉ thấy là dáng của một người nó cũng hơi cao cao á. Cái người đó ngồi hết từ ngôi mộ này qua tới ngôi mộ khác, cứ như vậy đi liên tục qua mấy cái nấm mộ luôn. Khi đó thì bạn Hiếu chỉ bị ma hù thôi, chứ có biết là con ma nó ràng sao đâu. Thì ông cậu của bạn mới nói á, buổi tối là không ai dám đi ngang qua cái khu vực này hết, tại vì cái bóng mà mày đang nhìn thấy đó, nó là một cái bà hàng xóm chết ở đó lâu rồi, nhưng mà bà không có siêu thoát. Khi này nè, không biết là Hiếu nghĩ cái gì trong đầu, tự nhiên cầm một cái viên đá chọi thẳng qua bên chỗ cái ngôi mộ, chỗ của cái bóng người đàn bà đó đang ngồi á. Và lúc đó bạn còn nói với cậu của mình á, đó thấy chưa, nó biến mất rồi kìa, làm gì có cái gì đâu. Còn nhỏ mà, cũng không ý thức được là cái chuyện mình vừa làm nó rất là nguy hiểm. Cho nên á, sau lúc đó là bạn gặp chuyện liền luôn. Khi mà đưa cậu tư của bạn đi thiêu xong á, thì bạn này về nhà sốt vật vã mấy ngày trời, uống thuốc than hoài mà không có hết. Và sau khi nghe cậu hai của bạn kể lại đó, thì bà ngoại phải đi ra thắp nhang để mà xin vong hồn của người đàn bà hàng xóm nó tha cho, nhưng mà vẫn không hết sốt. Và khi đó bà ngoại cảm thấy là câu chuyện nó trở nên nghiêm trọng rồi, cho nên mới kêu mẹ của Hiếu á, là mày dẫn thằng Hiếu đi qua chỗ của ông Toa đi. Nói sơ về ông Toa chút xíu ha. Ông Toa này là một người giống như thầy cúng vậy các bạn, mà trong nhà có thờ rất là nhiều những cái tượng Phật ha. Có một câu chuyện có liên quan tới ông Toa này là ngày trước á, bạn Hiếu thì có ba người chị gái. Và khi còn nhỏ nửa đêm ở nhà bà ngoại thì thường xuyên là ba người chị này bị vật cho đến mức là trợn mắt lên luôn. Và cái lý do mà bị vật như vậy á, bà ngoại kể lại là do 12 bà mụ đi về để mà giành ba người chị này đi. Cuối cùng á, là gia đình đưa ba người chị qua bên chỗ của ông Toa. Ông buộc cọng chỉ đỏ nè và gõ ba hồi chuông thì lập tức á, là mắt của ba người chị gái bạn Hiếu này trở lại bình thường. Và quả nhiên ha, khi mà mẹ của Hiếu đưa Hiếu qua bên chỗ của ông Toa đó, đi về thì bạn hết hẳn. Và đó là kết thúc cái sự kiện đầu tiên. Qua tới sự kiện thứ hai, tên là chuyện bà ngoại bị chơi ngải. Câu chuyện này Hiếu được nghe bà ngoại của mình kể lại là trước đây bà ngoại cho một cái người đàn ông kia mượn tiền các bạn. Lúc mà đòi á thì không trả mà còn thư ngược lại bà ngoại nữa, nó rất là thất đức luôn. Bà ngoại là một cái người rất là cao to ha, bị thư xong á, ốm mo gầy gò các bạn biết, giống như là những cái người mà bị HIV mà thời kỳ cuối, nó teo tóp lại thấy ghê lắm. Mà trong người á thì cứ đau hoài à, bụng á thì càng ngày càng bự mà tay chân á thì càng ngày càng teo héo. Trong xóm của bà ngoại có một cái bà đó gọi là bà Hội Đồng ha, và hai người này chơi rất là thân với nhau và bà Hội Đồng rất là thương bà ngoại của Hiếu luôn. Bà Hội Đồng nó bạn mới nói á, là cô hai ơi, cô bệnh gì thì cô nói đi, tôi đi mua thuốc cho cô uống nha cô hai. Cô hai là bà ngoại của bạn Hiếu đó. Bản đi một thời gian mà bị chơi ngải vào trong người như vậy đó các bạn, với sức của một người phụ nữ, cái phần âm nữa nó không có, tức là dương khí nó không mạnh như đàn ông, cho nên là sức khỏe của bà càng ngày càng suy kiệt. Và tới cái hôm đó là bà yếu lắm rồi. Bà ngoại của Hiếu mới nói á, là chị ơi, nếu mà em có chết á thì chị lo giùm con em nha chị. Sở dĩ bà ngoại nói như vậy là trong cái khoảng thời gian đó không chỉ một mình bà ngoại bị bệnh đâu ha, bà ngoại ốm o gầy mòn mà kể cả mẹ của bạn Hiếu cũng bị luôn. Và không phải bệnh tật gì hết, là bị thư luôn nha các bạn. Có nghĩa là cái người đàn ông đó thư xong bà ngoại rồi thư tiếp tới mẹ của bạn Hiếu luôn. Bà Hội Đồng nghe như vậy xong thì khóc quá trời luôn, an ủi là thôi không sao đâu cô hai, cô đừng nói vậy. Và tiếp đi khoảng mấy ngày sau
Không biết là bà hội đồng này ai linh tính mách bảo hoặc là ơn trên phù hộ độ trì cho gia đình. Bà chạy đi hỏi han khắp nơi và biết được một cái địa chỉ của một ông thầy rất là giỏi trên Châu Đốc. Cho nên là bà tự mướn xe ha, chở bà ngoại và mẹ của bạn Hiếu này đi lên trên Châu Đốc. Vừa bước vào nhà của ông thầy đó thì ông thầy ông kêu á, là đưa vô nhanh đi, nếu mà vô chậm á, là không có kịp đâu. Khi mà vào được tới nhà của ông thầy rồi đó thì ông lấy ra hai ly nước trắng à, kêu là bà ngoại với mẹ của Hiếu là ngồi trên tấm phản gỗ đi và thòng hai cái chân xuống đất. Và ở dưới hai cái chân của họ đó thì ông để một cái con gà, có nghĩa là bà ngoại và mẹ ngồi ở trên cái phản gỗ, thòng hai cái chân xuống đất và đạp lên trên một con gà còn sống nha các bạn. Nhưng mà con gà đó nằm im lắm. Và một hồi sau á thì ông thầy ông mới bắt đầu đốt nhang và ông lâm râm khấn vái cái gì đó. Người của hai mẹ con á chao đảo qua lại và có một cái sự kiện lạ lùng diễn ra như vậy nè. Sau khi mà ông thầy ông kết thúc cái bài khấn á, cả bà ngoại và mẹ của bạn Hiếu này nhìn xuống dưới chân thì không hề thấy con gà đâu hết các bạn, nó chỉ còn là một cái đống lông thôi. Khỏi phải nói rồi, người ngợm á coi như là khỏe hẳn lại luôn, tinh thần là coi như phấn chấn. Và ông thầy ông còn kêu á, tôi biết ai là người thư yểm hai cô. Hai cô có muốn là tôi thư chết hết cả nhà nó không? Cái người gì mà gian ác dữ vậy? Bà ngoại của bạn Hiếu tuy cái thời đó còn bán cá nha các bạn, nhưng mà vẫn có căn tu sẵn ở trong người á, cũng không có ác, nên là bà mới xin tha cho cái người đã thư yểm mình. Và đến đây cũng là kết thúc sự kiện thứ hai. Qua tới cái sự kiện thứ ba, tên là cậu Út. Câu chuyện này xảy ra vào năm mà bạn Hiếu này học lớp 9, thì có một cái câu chuyện buồn là cậu Út của bạn qua đời. Và cái lúc mất á, thì bạn này đau lòng lắm, tại vì hai cậu cháu lúc sinh thời rất là quý nhau và có chung một cái niềm đam mê về gà các bạn. Khi mà còn sống thì cậu Út là tay thả gà có tiếng ở những cái trường gà lớn ở Biên Hòa. Và cái lý do mà cậu mất á, trước khi cậu chết nó cũng có liên quan tới con gà. Cậu thì bị ung thư gan ha, và lúc mà cậu chết á, thì cậu cũng ọc máu và chết giống hệt như con gà vậy đó các bạn. Bạn Hiếu này hình như là kỵ tuổi với cậu hay sao đó, cho nên là lúc chết, lúc liệm, động quan và hạ huyệt thì bạn đều không được có mặt. Và có một cái sự kiện liên quan là hôm mà cậu mất trời đổ mưa lâm râm lắm. Bạn này thì còn mặc một cái bộ đồ đi học chạy về và vừa tới trước đầu hẻm treo cờ tang á, thấy treo cờ tang thì bỗng dưng là bạn xúc động đó và bạn khóc rất nhiều luôn. Vừa bước vô nhà ha, đứng ở trước linh cữu của cậu á, thì tự nhiên lúc đó sét đánh một cái tiếng rất là lớn, nó sét toạc bầu trời luôn các bạn. Và trong cánh sáng mà nó lóe lên hắt thẳng từ bên ngoài vào trong cái quan tài đó, thì bất giác là bạn Hiếu để bạn nhìn thấy cậu Út của mình. Khi đó thì cậu Út đang đứng tựa tay vào quan tài và cười với bạn Hiếu. Lúc đó hết hồn lắm các bạn, dụi mắt và nhìn kỹ lại thì không thấy cậu đâu hết. Nhưng khi mà bạn đem câu chuyện này kể cho mẹ và bà ngoại của mình nghe đó, thì hai người xác nhận đúng là ban nãy cậu của bạn hiện về chắc là để chào từ biệt bạn. Tại vì lúc mà cậu chết liệm đó, bạn đâu có đó đâu, thì làm sao biết là cậu mặc bộ đồ gì mà tả chính xác như vậy. Và đây cũng là kết thúc cái sự kiện thứ ba. Qua tới cái sự kiện thứ tư, tên là ma không đầu ở khu vực sở thú. Hồi cấp 2 thì bạn này học ở một cái trường ở Nguyễn Văn Thủ quận Nhất ha. Và buổi chiều hôm đó bạn đi học về thì bạn ghé cái cô dạy văn để mà ôn thi chuyển cấp á. Vừa vào ngồi học được một xíu đó thì bạn này nói chuyện trong lớp ha, cũng nghịch ngợm quậy phá, cho nên là cô dạy văn cô đuổi bạn này ra và không cho học nữa. Khi mà về sớm như vậy thì tất nhiên là bạn không dám về nhà, do là sợ mẹ của mình chửi, cho nên là mới đi qua nhà của một cái người bạn học cùng lớp, và bạn này tên là Sơn ha. Nhà của bạn Sơn thì ở ngay khu vực sở thú. Hai người gặp nhau vui vẻ quá trời mà, mới đi ra ngồi nhà sau ngồi nói chuyện kiểu tầm sàn ba láp vậy đó. Và một hồi sau thì tự nhiên Hiếu mới quay qua quay lại và nhìn thẳng vào mặt Sơn. Hiếu mới hỏi á là, ê Sơn, mày có tin là tao nhìn thấy được những cái thứ mà mày không thấy không? Khi đó mặt của bạn Sơn rồi nè, kiểu không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà, thì bạn cũng mới lắc đầu, bạn kêu là, ủa mày nhìn thấy gì? Thì Hiếu mới kể á, tao vừa mới thấy có một cái người đi qua đi lại nhưng người ta không có cái đầu. Và chưa hết, người ta còn dắt theo một đứa con gái mà tao thấy được có cái bóng không à mẹ ơi. Lúc đó ha, bạn Hiếu này nè thì nghĩ chắc là Sơn không tin đâu, tại vì bản thân Hiếu là người có căn hay nhìn thấy lắm. Nhưng mà không ngờ sắc mặt của Sơn á, nó tái mét luôn, mới kêu á là thôi đi vô nhà đi, đi vô nhà rồi tao nói cho mày nghe cái này.
Khi mà cả hai đi vào trong rồi đó, thì Sơn mới kể lại là cách đây khoảng 5-6 năm, cái nhà xéo xéo của nhà bạn Sơn này có một cái người nghiện các bạn. Cái người này đi chơi về rồi đòi tiền của mẹ mình để mà hút chích, nhưng mà người mẹ không cho. Cho nên nó cầm con dao lên ha, để hù dọa mẹ mình. Cứ tưởng đâu á là mẹ sẽ sợ mà đưa tiền, nhưng không. Bà vẫn nhất quyết giữ tiền ở trong tay, và cuối cùng là hắn cầm đúng cái con dao đó đâm mẹ của mình luôn các bạn. Lúc đó bị đâm một cái, bà rất là đau nhưng trong tay vẫn cố giữ chặt tiền. Và cái người con gái, cái người em gái của cái thằng nghiện đó chạy tới để mà cản thì cũng bị ăn một nhát dao chết ngay tại chỗ. Cái thằng đó đó các bạn, kiểu là bây giờ á bị nghiện lên không biết gì nữa rồi, vừa giết chết em gái của mình xong, vừa đâm mẹ mình một nhát xong, nhưng vẫn nhất quyết đòi tiền cho bằng được. Và kết quả cuối cùng kết thúc cái buổi đẫm máu ngày hôm đó đó là nó cầm con dao chặt ngang đầu mẹ ruột của mình. Và khi mà hàng xóm qua đó kêu là cái cổ chỉ còn dính miếng da với cái đầu vậy thôi nè. Khi mà kể xong câu chuyện đó thì Sơn mới kêu Hiếu là thôi mày về đi, ở khuya khu này không có tốt. Và đó là kết thúc sự kiện thứ tư, qua tới sự kiện thứ năm, tên là 29 Tết. Sự kiện này diễn ra ngay trong căn nhà của bạn Hiếu này đang ở, và tả sơ về nó chút xíu. Ở bên dưới thì bình thường ha, ở bên trên đó thì nó có một cái gác gỗ rất là dài, kiểu gác gỗ xuyên suốt luôn đó. Ở trên đó có 3 phòng, lên cầu thang phòng đầu tiên là của chị Hai, phòng tiếp theo là của chị Tư và phòng cuối cùng là của chị Ba. Nhà của bạn á, nổi tiếng là bất kể một người nào tới chơi ngủ lại thì đều bị bóng đè, và đè rất là ghê và rất là lâu nha. Có những hôm mà bạn này học bài bị điểm kém đó, bị thầy cô la về thì bạn buồn lắm, bạn mới lên phòng chị Hai của bạn ngồi. Và lúc ngồi một mình trên đó cũng bị hù luôn. Bạn nghe thấy những cái tiếng gõ cọc 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 cộp cộp vào trong những cái lớp ván sau lưng. Có nghĩa là không phải từ hai cái căn phòng bên cạnh ha, mà từ sau lưng, có nghĩa là từ bên ngoài gõ vào bên trong. Nhưng cái căn nhà đó, cái phòng đó nằm ở trên gác, thì ai cao tới cái mức có thể đứng từ dưới đất mà gõ lên trên đó được. Chưa hết, đang ngồi thì còn nghe thấy những cái tiếng kéo cửa nữa các bạn. Cái cửa chính trong phòng đó, nó cứ tự động mở ra, cái tiếng bản lề kêu lên ken két, sau đó nó tự động đóng lại. Trong nhà chắc chắn là không có gió rồi, mà những cái vong á, nó cứ kéo ra, đóng lại rồi nhiều khi là còn giật đùng đùng nữa các bạn. Mới đầu á, thì bạn này còn sợ ha, nhưng mà bị hoài từ ngày này qua tháng nọ, tới mức mà bạn quen luôn. Có những hôm á, bạn còn nghe rõ ràng có cái tiếng nói vào tai của mình á, là thôi, hôm nay hù mày tụi tao mệt quá rồi, hù hoài mà mày không sợ, cho nên tao tha cho mày một bữa yên tĩnh. Và rồi sau cái câu đó thì mọi thứ trở lại bình thường, và không hề thấy những cái hiện tượng lạ nữa hết. Ba của bạn là dân kỹ thuật, ngày xưa thì làm quản đốc ở trong một cái công ty gạch men rất là lớn ở Biên Hòa. Nhưng sau này á, vì con đông quá, vì một số những cái lý do nữa, cho nên ba chuyển nghề làm tài xế xe ben. Ba của bạn kể lại là trong công ty có mấy chú thấy ma thấy quỷ hoài luôn các bạn. Mà thấy xong á, là đa phần là đều chết, không bị bệnh á, thì cũng bị tai nạn. Những cái đêm mà tầm 2-3 giờ sáng ba mới về ở nhà thì ba thường nghe thấy có những cái tiếng bước chân. Và lần nào đi lên trên lầu á thì cũng không thấy có ai, và ba đứa con của mình thì ngủ hết. Phòng của ba mẹ thì tầng dưới ha. Và thời điểm đó thì Hiếu vẫn còn ngủ chung với ba mẹ, và ở trên lầu nó chỉ có ba cái phòng của ba người chị của mình thôi. Nhà của bạn cũng có đi nhờ thầy để mà trục vong cho con cái đỡ sợ á. Nhưng mà cái người thầy đó tới trục không được nha. Người thầy đã nói lại là những cái vong này nè, ở trên miếng đất, ở trong cái chỗ này rất là lâu rồi, cho nên bây giờ họ không có chịu đi. Với lại á, họ nói là họ ở trong nhà này, họ chỉ trêu ghẹo thôi, chứ họ có làm hại gì ai đâu. Dù nghe như vậy á, nhưng mẹ của bạn cũng lo cho mấy đứa con lắm, vẫn hất muối gạo nè, tạt máu gà nè, tạt máu chó mực nè, làm đủ tất cả mọi thứ luôn, nhưng mà đâu vẫn hoàng đó. Và sau cái lần mà bạn Hiếu này gặp ma ở trong bên khu sở thú nhà của Sơn đó, thì bạn dường như là thấy rõ những cái câu chuyện tâm linh này bằng mắt thường. Bạn kể lại hôm đó là 29 Tết, bạn đang ngồi ở trước cửa nhà để mà bạn chơi cái game Võ Lâm Truyền Kỳ á, thời điểm đó là đang hot lắm. Khi đó bạn nhớ kỹ là tầm khoảng 8 giờ tối ha, bạn đang ngồi đánh chiến trường Tống Kim rất là tập trung, nhưng mà hai bên mắt á, vẫn nhìn thấy được xung quanh nó như thế nào. Và tự nhiên cái con chim họa mi của bạn nuôi trong cái lòng á, nó cứ nhảy cỡn lên. Một hồi sau á, qua những cái bóng mờ thì bạn nhìn thấy được là cái người chị ba của bạn đang tới bên cạnh để mà chọc cái con chim đó. Thì bạn mới kêu á, là thôi,
đừng có chọc con chim nữa, một hồi á nó nhảy máu me tùm lum bây giờ. Nghe em của mình nói như vậy thì chị ba của bạn mới bỏ đi vào trong nhà ha. Bạn này nhìn thấy rõ luôn là chị ba ngồi ở dưới trên cái bàn phòng khách đó, mở tivi lên coi. Và tầm khoảng 15 phút sau á thì mẹ của bạn đi chợ về. Khi này nè, bạn Hiếu vẫn bình thường lắm nha, không có nói gì với mẹ mình hết. Nhưng mẹ của bạn thì lại nói ra một câu như thế này. Mẹ kêu á, sao mày ngồi ở đây chơi game mà mày còn mở tivi ở trong nhà để làm gì? Mày không biết tốn điện hả? Khi đó thì bạn bất ngờ lắm, bạn mới nói lại, ủa, bà ba mở tivi á, chứ con mở tivi làm chi, con đâu có bị khùng. Mẹ của bạn lập tức trả lời ha, mày nói gì vậy? Chị ba của mày đi chợ đã về tới nhà đâu mà mở tivi? Khi này bạn quay vào trong á, không hề thấy bất kỳ một người con gái nào ngồi ở cái vị trí phòng khách hết. Nhưng khi này nè, vẫn chưa nghĩ gì đâu. Cứ nghĩ đâu chắc á, là chị ba của mình đi đâu đó trong nhà rồi, có thể lên phòng hoặc sao đó rồi. Cho nên bạn cũng không quan tâm lắm. Và khi mà vừa dứt lời thì mẹ của bạn lại lập tức đi ra chợ để mà mua bông. Còn bạn thì đánh xong cái trận game đó, bạn mới nhớ tới là cái cặp gà tre mà bạn nuôi ở trên lan can á, chưa có cho ăn. Bạn mới từ ở dưới nhà ha, đi lên trên gác, đi qua phòng của chị hai ở trên gác gỗ đó. Thì bạn thấy bên trong có người đang ngồi, và cái người đó nhìn giống chị ba của bạn lắm, cho nên bạn không để ý. Và lúc mà bạn cho hai con gà xong á, thì bạn tự nhiên giật mình tỉnh lại luôn. Ủa, hồi nãy mẹ nói á, là các chị đều ở chợ chưa có về mà. Vậy thì ai ngồi ở trong phòng của chị hai? Mà kinh khủng hơn á, là lúc mà bạn đi qua, bạn nhìn vào trong đó, thì cái người ngồi ở bên trong đó còn cười với bạn Hiếu này nữa. Lúc này bạn biết rồi, bạn sợ tới mức á, mà bạn kể với Nguyễn là bạn phải đi tè ở trong quần luôn. Và bạn định bụng là bạn nhảy lầu xuống, tại vì không có dám đi ngang qua cái chỗ căn phòng đó nữa. Mà đứng ở đây á, bạn sợ là cái người đó nếu như bước ra từ căn phòng đó tiến lại về phía của bạn thì chắc chắn là bạn đứng tim mà chết. Nhưng may mắn nha, cái lúc mà đang định nhảy từ trên ban công của cái gác xuống á, thì mẹ của bạn về. Cho nên là bạn kêu mẹ đi lên lầu để mà dẫn bạn xuống. Bạn kể hết toàn bộ những cái sự kiện nãy giờ cho mẹ của bạn nghe đó. Thì mẹ bạn kêu là đúng rồi, hôm nay là 29, cúng kiến đưa ông bà giống như là kiểu đưa thần Phật đi hết. Thì những cái vong ma quỷ họ rất là dễ đi vào trong nhà của mình. Chưa hết nha, có một lần Hiếu ngồi ngủ ở trong cái căn phòng của người chị thứ tư, thì bạn nằm mơ thấy có một cái người phụ nữ tóc dài các bạn. Tóc rất là dài luôn mà rất là rối bết. Và bà bước từ lan can đi vào trong phòng trong một cái cơn mưa rất là lớn. Cái người đàn bà đó mới áp sát vào mặt của Hiếu á, và kêu á, là tại sao mày dám kể những cái chuyện này ra cho mẹ của mày nghe? Mày muốn bị cắt lưỡi lắm đúng không? Vừa nói dứt câu á, thì người đàn bà đó biến mất trong cơn mưa. Và lúc mà bạn tỉnh dậy á, thì bên ngoài cảnh vật trời đang mưa rất là lớn, y hệt như trong cái giấc mơ. Và đó là kết thúc sự kiện thứ 5, qua tới sự kiện thứ 6. Như Nguyễn vừa nói với các bạn á, nhà của Hiếu có rất là nhiều vong trú ngụ ha. Tại vì nhà của bạn thì có 2 căn, một căn nhà là để ở và một căn nhà là để thờ. Và đa phần là bạn ở bên cái căn nhà để ở đó, còn hôm nào mà có lễ lộc, cúng kiến, đám giỗ, đám quải gì thì mới qua bên nhà thờ để mà thắp nhang thôi. Cái nhà thờ này ngày xưa là ông bà nội ở, và sau này ông bà mất rồi thì để nguyên lại để mà làm nhà thờ. Và sự kiện này thì có liên quan tới ông nội của bạn ha. Năm 2000 thì ông nội của Hiếu mất, và cái đêm mở cửa mã đó, bà nội rất là sợ luôn, cho nên là vô phòng ngủ chung với lại mấy đứa cháu. Tuy là người mất là chồng mình đầu óc tay gối, nhưng mà cái chuyện âm dương làm cho bà nội của Hiếu cũng sợ như bình thường các bạn. Cái đêm mở cửa mã đó, thì bạn Hiếu này ngủ ở trên lầu với mấy chị, ba thì đi chạy xe ha, mẹ thì thấy bà nội sợ như vậy cho nên là mới đi xuống dưới ngủ với bà nội. Và đêm đó mẹ nói là mẹ nghe thấy ông nội của Hiếu về. Mẹ nghe thấy có cái tiếng dép lào đi lạch sạch ở trong nhà. Rồi thêm nữa là có những cái tiếng kéo ghế gỗ các bạn. Bà nội thì sợ lắm, lúc đó nghe âm thanh cũng biết là chồng mình hiện về rồi, nhưng mà không có dám làm gì hết, nằm yên co ro trên giường bên cạnh mẹ của Hiếu. Mẹ của Hiếu kể lại là bà nghe thấy ông nội ngồi ở ngoài phòng khách, sau đó là tiếng bước chân đi hẳn lên lầu, và bà nghĩ chắc là ông đi lên để thăm mấy đứa cháu. Bản thân bà thì không sợ đâu, nhưng bà lo cho con cái lắm. Tại vì nghĩ là nếu mà bây giờ đứa nào thức dậy đi tiểu, đi ra ngoài mà gặp hồn ma của ông coi như là đứng tim liền.
Khi đó bà mới lên tiếng, bà nói lẩm nhẩm, nói trong miệng thôi, hỏi là cha ơi, cha về hả cha? Thì lập tức cái tiếng bước chân nó biến mất nha. Sau cái sự kiện đó, đến năm 2002 thì bà nội của bạn Hiếu này cũng qua đời. Và trước khi bà mất á, tất cả mọi người trong nhà đều nhìn thấy là có một cái con bướm đen rất là lớn bay vô và đậu ở cái chỗ bóng đèn trên chỗ cái giường mà bà nội nằm. Thì mọi người mới nghĩ trong đầu chắc là ông nội về để mà đưa bà nội đi. Sau khi mà ông bà mất thì bạn Hiếu này học tầm khoảng lớp 3, lớp 4 gì đó. Ba thì tối nào cũng đi làm ha. Mẹ thì hôm nào mà làm ca 1, ca 2 á, có nghĩa là ca sáng đến ca chiều á, thì mới ở nhà ban đêm thôi. Còn nếu như mẹ làm ca 3 đó, thì ba người chị sẽ luân phiên xuống dưới để mà ngủ cùng với lại Hiếu. Từ cổng nhà bước vào sẽ là phòng khách ha. Sau đó là tới phòng ba mẹ thì Hiếu ngủ chung với ba mẹ. Rồi sau đó đi xuống bếp. Rồi cuối cùng á, mới là tới cái cầu thang để mà đi lên gác phòng của ba chị. Cái đêm hôm đó thì mẹ làm ca tối, Hiếu ngồi ở trong phòng ba mẹ có mình và đang học bài. Và hồi sau á, thì Hiếu quyết định là sẽ đi ngủ sớm để sáng ngày mai đi học. Và đang ngủ giữa chừng vậy đó các bạn, thì giật mình tỉnh dậy, không thấy chị nào xuống ngủ cùng với mình hết. Và ngay lúc đó thì Hiếu cũng mắc toilet nữa, cho nên là mới mở đèn đi thẳng xuống dưới nhà vệ sinh. Và tới nhà vệ sinh thì có đi ngang qua nhà bếp, thì thấy cái người chị hai đang ngồi ở dưới để mà ăn cơm hay làm gì đó. Thì mắt đang lờ mờ như vậy nè, Hiếu mới kêu á, là chị hai ơi, sao không vô ngủ với em mà ngồi đang chi vậy? Chị ăn xong á thì nhớ vô ngủ với em nha. Và nói dứt lời thì Hiếu đi vào trong nhà vệ sinh và rồi quay trở lại phòng của mình nằm xuống dưới và ngủ ngay lập tức. Qua sáng ngày hôm sau khi mà tỉnh dậy đó, ba người chị của Hiếu mới đi xuống nhìn Hiếu và nói như vậy nè. Trời ơi, cái thằng này nó gan dữ. Hôm qua nó ngủ một mình nhưng mà nó vẫn không kêu la gì hết. Khi đó Hiếu nghe như vậy thì cảm thấy lạ lắm. Mới kêu là ủa đâu có đâu, hôm qua chị hai ngủ với em mà. Em đi ra bếp gặp chị hai đang ngồi ăn ở đó, em mới kêu là chị hai vô ngủ với em mà. Thì ba người chị của Hiếu đều nói làm gì có đâu, hôm qua ba đứa tao ngủ ở trên gác, tụi tao đi xuống thấy mày đã ngủ rất là sớm rồi, cho nên tụi tao quyết định là sẽ để cho mày nằm một mình. Và sau lần đó thì còn có một lần nữa mà Hiếu ngủ ở ngoài trước cửa nhà để mà canh cửa đó. Tại vì cái lớp cửa sắt ba của bạn đã tháo ra để mà đi hàng lại. Tóm đó đang ngủ dưới bàn thờ Phật, cho nên là bạn này cũng rất là yên tâm và ngủ ngon lắm. Và tự nhiên đang ngủ thì tự dưng mơ màng thấy mẹ của bạn ra để mà vuốt cái mặt của bạn. Khi đó ha, Hiếu đang mơ mơ màng màng đang nằm ngủ như vậy nè, thì cũng giơ tay lên để vuốt lại mặt mẹ của mình. Nhưng mà Hiếu cảm giác là mặt của mẹ sao mà hơi nhăn nheo vậy. Nhưng mà lúc đó là do quá buồn ngủ rồi cho nên là cũng không có để ý. Qua tới sáng ngày hôm sau thì Hiếu kể lại câu chuyện đó. Hiếu kêu là ủa hôm qua bộ mẹ giận ba gì hả? Sao không ở trong phòng ngủ với ba, ra ngoài này vuốt mặt con để mà làm gì vậy? Thì mẹ của bạn kêu làm gì có. Hôm qua tao với ba mày ngủ trong phòng say như chết vậy đó, chứ tao ra ngoài làm gì? Nhưng Hiếu vẫn khăng khăng cãi nha, là rõ ràng hôm qua là đã vuốt mặt mẹ mà còn thấy mặt mẹ là kiểu nhăn nhăn nữa. Sau đó thì ba của bạn mới xác nhận lại một lần cuối cùng là hôm qua mẹ mày ngủ với tao cả đêm, chứ làm cái gì mà ra ngoài kia đâu. Đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ 6, qua tới cái sự kiện thứ 7, tên là chuyện bà nội. Khi mà còn sinh thời thì bà nội rất là thương Hiếu ha, và kể cả lúc mà bà mất á, thì cũng vậy. Cứ mỗi lần mà Hiếu xin ba mẹ cho mình đi chơi đâu đó, nếu ba mẹ không đồng ý á, thì lập tức là Hiếu sẽ đi lên bàn thờ để mà đốt nhang mét với bà nội. Và không biết có phải là bà nội linh hoặc là ba mẹ của bạn thay đổi suy nghĩ hay một cái kiểu gì đó, nhưng cứ mỗi lần thắp nhang là ba mẹ của bạn lại đồng ý cho bạn đi chơi, dù mới trước đó 5 phút á, là tuyệt nhiên là cấm. Và cũng như mọi cái lần tảo mộ á các bạn, sau khi mà thắp nhang xong á, bạn Hiếu lại đều kêu là bà ơi, con nhớ bà lắm, buổi tối nay bà về nói chuyện với con nha, nhưng mà bà gặp con trong cái giấc mơ nha bà, đừng cho con thấy ở ngoài, con sợ con chết đó. Mỗi cái lần mà cầu như vậy thì bà cũng đều hiện về ở trong giấc mơ nha. Hôm thì nói chuyện, hôm thì dẫn bạn này đi ăn. Nhưng mà có một cái lần đó bạn Hiếu này cũng cầu xin để mà được gặp bà nội. Và địa điểm trong giấc mơ thì bạn còn nhớ rõ ràng là ở dưới quê của nội, là thuộc điện bàn Phong Thử ở Quảng Nam. Khi mà bạn này đi ở trong giấc mơ thì bạn thấy là có một cái cô đang múc cái giếng nước.
Và cái cô này mặc bộ áo bà ba trắng, quần đen và dáng người rất là cao cao thanh mảnh. Bà mới hỏi cô đó là: cô ơi, cho con hỏi nhà bà Tư ở đâu? Rồi cô mới chỉ vô trong một cái căn nhà cổ. Nhưng mà bạn nhớ rõ ràng cái căn nhà này theo ký ức của bạn không phải là căn nhà của nội ở dưới quê, nhưng mà bạn vẫn đi vào bên trong. Khi mà bước vào thì bạn thấy có một cái tủ rất là lớn bằng gỗ. Bạn mới kêu là: nội ơi, con nè, nội đâu rồi? Thì lập tức bạn nghe thấy có một cái tiếng trả lời là: con mở cái tủ gỗ đó ra đi, có quà cho con. Và bạn cũng làm theo ha. Khi mà mở cái tủ gỗ đó ra thì bạn thấy xung quanh nó chuyển thành một màu xanh lè xanh lét luôn các bạn. Sau đó thì giọng của bà nội nói vọng ra là: con chạy ra bên ngoài đi. Cái người này là bà mười của con đó. Sau này con đừng có gọi nội nữa, để cho nội đi đầu thai. Và sau khi mà bạn làm theo lời của bà nội mình, chạy đi ra ngoài sân thì gặp bà Mười, một cái người được gọi là bà Mười ha. Và bà này cười một cái với bạn, rồi cuối cùng bạn mở mắt ra, tỉnh dậy ở thế giới thực tại. Qua sáng ngày hôm sau thì bạn có kể lại giấc mơ đó cho ba của mình nghe, thì ba mới dẫn bạn qua ngay chỗ bên nhà thờ đó, đi lên lầu, chỉ vào một cái bức di ảnh và hỏi là có phải là bà này không. Thì bà mới xác nhận: ừ đúng rồi, đây là bà Mười ở trong giấc mơ con gặp. Thì ba của bạn mới kể á: bà này là em của bà nội, lúc mà còn sống thì trẻ đẹp xinh xắn lắm. Bà làm ăn với những cái người ở bên Campuchia, và sau một thời gian thì bà bị thư chết ở trên Lâm Đồng. Bà mất khi mà ba của Hiếu mới có khoảng 15-16 tuổi gì thôi. Và quả nhiên từ sau cái lần hôm đó thì Hiếu không còn gặp lại bà nội của mình ở trong giấc mơ. Lý do là bà đã đi đầu thai rồi. Và đến đây là kết thúc sự kiện thứ 7, qua tới sự kiện thứ 8, tên là căn phòng ngoài bìa. Sau khi mà chị ba của Hiếu đi lấy chồng thì căn phòng ngoài bìa ở trên gác giao lại cho Hiếu. Và căn phòng này có hai cửa sổ ha, nhưng trong đó có một cánh không mở được do là lâu ngày nó bị rỉ sét. Bản thân bạn thì thích mở cửa sổ ra để ngủ lắm, do là gió từ ngoài lùa vào rất là mát. Và hôm đó thì bạn nhớ rõ ràng là ngoài trời mưa đang lâm râm, bạn cũng mở cửa sổ và nằm ngủ rất là ngon. Nhưng mà đang ngủ bình thường thì tự nhiên bạn cảm thấy rất là lạnh sống lưng. Và theo thói quen đã ở trong căn nhà này từ nhỏ rồi, cho nên là bạn biết sắp sửa có chuyện xảy ra. Thường nếu mà gặp những cái chuyện mà bị bóng đè như vậy thì nó sẽ có hai cái cách giải quyết. Một là bạn đi xuống dưới đất để ngủ. Hai là bạn đi ra ngoài bàn thờ Phật để mà đốt nhang. Còn không thì có một cách nữa là bạn phải bật dậy ngay lập tức. Chứ nếu không nha, là kiểu gì cũng bị bóng đè. Quay trở lại với Hiếu, trong cái lúc đó bạn tính bật dậy để mà chạy thoát rồi, nhưng mà không kịp. Người của bạn đã cứng đơ, không điều khiển được tay chân gì hết. Và bạn nghe âm thanh phát ra là có hai cái tiếng của hai người đàn bà kè sát bên lỗ tai của bạn mà cười lên những cái tiếng khanh khách rất là thấy ghê. Xung quanh cái ánh sáng nó chuyển sang một cái màu xanh dạ quang các bạn. Và thật sự tâm khảm của bạn lúc đó, bạn nghĩ là bạn muốn quay đầu lại để mà coi là ai ở đằng sau lưng, ai đang đè lên người của mình, nhưng mà bạn không thể. Bạn bẻ đầu lại không được. Và bạn hồi sau thì cảm giác là có những cái bàn tay rất là lạnh đè lên trên mặt của bạn, khiến cho bạn này khó thở vô cùng luôn. Tiếp đến là cái tiếng cửa sổ đập lọc cọc. Và cơ thể của bạn thì nhẹ bỏng và giống như là bạn đang bay lên trên vậy đó. Một hồi sau khi mà bạn cố gắng, bạn niệm chú, bạn đọc kinh, bạn khấn vái ông bà thì cái cảm giác đó nó qua đi. Và cứ từ khi mà bạn ở trong căn phòng đó, khi nào bạn mở cửa sổ để bạn ngủ là lập tức sẽ gặp hai cái vong của hai người đàn bà đó đi vào từ trong ban công. Còn hôm nào mà không mở cửa thì không bị cái gì hết. Sự kiện tiếp theo nói về một cái công ty gạch men. Ba của bạn kể lại là ngày xưa trước khi mà thành lập xí nghiệp ở đây thì cái chỗ đó là một cái bãi tha ma các bạn. Cái thời chiến tranh thì các bạn biết rồi. Khu này chôn đầy rẫy người chết, và sau khi mà bốc lên thì ở dưới nó vẫn còn sót lại rất là nhiều. Bạn thân của ba bạn này ha, tạm gọi là chú An đi. Hôm đó thì chú An này trực cái ca đêm, và lúc mà chú đi vô nhà vệ sinh thay đồ thì chú gặp một cái cô gái. Cô gái này giống như là bị lạc đường vậy, các bạn cứ đứng lóng ngóng lớ ngớ trước cửa nhà vệ sinh nam vậy nè. Thì cái chú An này chú mới kêu em ơi, sao nhìn em đẹp quá mà tự nhiên em đi vô nhà vệ sinh nam chi vậy? Bộ em không biết đọc chữ hả? Cái cô này ha, nhìn cái dáng xinh đẹp lắm, mặc áo dài trắng nữa, cho nên là chú này chú buông cái lời chọc ghẹo.
Và vừa nói xong thì cái cô đó cũng mới quay gương mặt lại và cổ kêu á, anh thấy là tôi đẹp lắm hả? Và cuối cùng trên cái gương mặt đó nó xanh lè luôn các bạn. Và có hai cái răng nanh rất là dài như vậy nè, thông ra khỏi cái miệng luôn. Khỏi phải nói rồi, chú này sợ quá đứng tim bật ngửa ra sau xỉu. Và khi mọi người đi vào trong để mà tắm á, để thay ca đó, thì thấy chú nằm ở đó và lập tức đưa chú lên y tế. Tầm khoảng đúng một năm sau thì chú mất do là tai nạn xe. Khu vực này thì linh thiêng lắm, cho nên là trong cái công ty gạch me mà ngày xưa ba của bạn làm trước khi mà chuyển qua làm tài xế đó, thì họ có lập một cái miếu thờ. Và ở cái đường hẻm nhỏ ngay cái phân xưởng ba đi ra nhà cơm thì bắt buộc phải đi ngang qua cái miếu này. Bình thường á, muốn đi ra nhà cơm thì mẹ và mấy cô hay đi chung để cho đỡ sợ các bạn. Và khu này mẹ nói á, mẹ của Hiếu kể lại là cho dù có là buổi trưa hay là buổi khuya vắng người, đi ngang qua vẫn bị kêu và gọi tên như bình thường. Nhưng mà do mọi người biết rồi cho nên là cũng không có ai trả lời và cũng không có ai dám quay đầu lại luôn, tại vì sợ là bị bắt hồn đi mất. Mẹ của Hiếu á, thì hay bắt võng để mà ngủ ban đêm. Và như Nguyễn vừa nói thì ngủ trưa hay là ngủ ban đêm gì cũng bị chọc hết. Và ai mà cảm giác là giống như cứ nghĩ là mình nặng vía thì đều bị những cái vong này nè nó hất cho té xuống đất luôn. Có một cái hôm đó, bạn Hiếu này đi học mê chơi á, cho nên là bị té gãy tay gãy chân gì đó. Mẹ của bạn á, không có đi làm được cho nên phải ở nhà để mà chăm sóc và nhờ một cái người khác để làm cái ca ba là cả đêm á. Lúc mà cô đó cổ ngủ chỗ của mẹ bạn Hiếu nha, thì cô thấy rõ ràng luôn. Có một cái anh thanh niên á, đi tới kêu cô này và nói rằng: chị ơi, chị nói với cô Hồng á, là mai mua cho tôi 2 bộ đồ thế mạng, 2 đôi dép với lại thêm 1 bó nhang để cúng nha, tôi sắp đi rồi. Vừa nói dứt lời thì cái người đó biến mất. Và khi mà cái cô đó cổ tỉnh dậy đó, cổ sợ lắm các bạn, tại vì gọi thẳng tên mẹ của bạn Hiếu này ra luôn. Qua sáng ngày tối ngày hôm sau á, đúng 8 giờ á, khi mà mẹ của Hiếu vừa cúng xong như lời được căn dặn thì có chuyện xảy ra ngay lập tức. Ở ngoài trước cửa công ty, mọi người không biết vì lý do gì mà rất là xôn xao. Khi mà chạy ra tới nơi thì biết nha, là có 2 cái anh trong phân xưởng 2 chạy xe tông vô cục điện mà chết trước cửa công ty luôn. 2 cái người này á, là anh em chú bác ruột và nghe đồn bình thường là không bao giờ mà họ đi chung với nhau đâu. Đây là lần đầu tiên tự dưng đi chung với nhau thì chết. Và khỏi phải nói rồi, mọi người đồn nhau về cái câu chuyện cái sự thế mạng này nó hoàn toàn đúng với những cái lời mà người thanh niên đó hiện về báo ở trong giấc mộng. Đến đây là kết thúc sự kiện thứ 8, qua tới sự kiện thứ 9. Sự kiện này xảy ra ở nhà anh rể của bạn Hiếu. Sau khi mà chị ba của bạn đi lấy chồng được 2 năm á, và đang bầu em bé thì mẹ chồng của chị mất. Ở trong nhà bên dưới đang tổ chức đám tang. Bạn Hiếu này đi ra mua phở và một cái ly sữa rất là đầy cho chị ha, tại vì chị sắp sinh rồi. Cái câu chuyện để mà gọi là di chuyển đi lên xuống cầu thang nó rất là bất tiện, cho nên là bạn này mới phụ giúp soạn đồ ăn và bưng sữa lên cho chị. Cái lúc mà đi lên cầu thang á, Hiếu mới tự nhiên cảm thấy là lạnh sống lưng. Và ngay cái lúc bạn quay đầu nhìn về phía sau thì bạn thấy rõ ràng nha, cái người mẹ chồng của chị gái mình đang nằm ở trong quan tài bây giờ đứng ở ngay sau lưng của bạn luôn. Do là từ nhỏ tới giờ gặp không biết bao nhiêu là chuyện tâm linh rồi, nhưng mà cái lần này á, nó quá là hoảng sợ đi, kiểu nó ngay đột ngột trước mắt và làm cho bạn suýt nữa thì bạn đứng tim. Nhưng mà may mắn là bạn giữ lại được cái bình tĩnh, vẫn tiếp tục đi lên trên phòng của chị. Khi mà lên tới nơi á, chị gái của bạn nhìn vào cái ly sữa ban nãy bạn mua á, thì đầy ly, bây giờ nó tự động còn có phân nửa thôi. Chị của bạn mới hỏi á, là bộ mày khát lắm hay sao mà sữa của cháu mày cũng uống nữa. Tưởng là một câu nói đùa rất bình thường, nhưng bạn Hiếu này không hề cười nha. Và bạn ngồi xuống bạn hỏi là: chị ơi, lúc mà mẹ chồng của chị chết á, là mặc bộ đồ vàng chấm đen có đúng không? Chị của bạn bất ngờ lắm hỏi sao biết. Thì bạn Hiếu này bạn mới kể lại, bạn nói á, là nãy giờ em nhìn thấy mẹ chồng của chị đi sau lưng của em. Khỏi phải nói rồi, chị của bạn coi như là tá hỏa tâm tinh, kiểu xanh lét mặt mày luôn. Và một hồi sau á, thì chị gái của bạn mới hỏi tiếp là: ê, mày nhìn coi mẹ chồng của tao còn ở trong phòng này không? Thì Hiếu mới trả lời là: không, bác đi từ nãy rồi. Và đây là kết thúc cái sự kiện thứ 8, qua tới cái sự kiện thứ 9.
Sau khi mà bạn này thi đậu đại học á, thì bạn có xin làm thêm ở một kho thuốc ở ngay ngã tư MK do một cái ông chú giới thiệu. Cái khu này thì rộng lớn lắm các bạn, gồm 3 cái dãy kho thuốc lớn và đa phần nơi đây đều là cái kho lạnh để mà giữ cái thuốc đúng cái nhiệt độ đó. Bạn này ha thì mới vào ngủ cái bữa trưa đầu tiên thì bạn đã cảm thấy ớn lạnh rồi và bạn nghĩ á, là cái chỗ này chắc chắn là có vì cái linh cảm của bạn không thể lầm được. Bạn mới nói với cái chị trưởng ca đó, bạn kêu là em chắc chắn với chị á, là trong cái khu này của mình có ma. Thì cái chị đó cũng xác nhận nha, chị kêu là có, chị thấy hoài à. Mà đa phần á, chỉ là thấy cái bóng thôi chứ cũng không ai thấy rõ ràng hình dạng như thế nào hết. Sau đó có vài lần bạn này bạn đi kiểm tra kho trước khi mà về tầm khoảng 5-6 giờ tối á, thì tự nhiên bạn có thấy một cái bà cụ ha. Cái bà cụ này á, lơm khơm lắm, nhưng mà đa phần là trong kho có người, lúc nào cũng đông hết trơn á. Với lại mấy anh bốc vác cũng to miệng á, la lối suốt ngày à, cho nên là bạn cũng đỡ sợ. Lúc đó thì bạn cũng biết là cái bà cụ mình nhìn thấy không phải là người, nhưng mà bạn cũng bỏ qua, không có nhớ gì tới chuyện đó nữa. Và bẵng đi vài hôm sau, trong lúc mà đi ăn cùng với tất cả mọi người thì bạn mới hỏi á, bạn kể là mấy anh ở chỗ này có bao giờ gặp hồn ma của một cái bà cụ chưa? Thì mọi người đều nói là có. Lúc đó thì Hiếu có hỏi là mọi người có sợ không? Nhưng mọi người nói là thấy riết rồi quen mày ơi, người ta cũng không có làm gì mình. Nhưng mà tao nói cho mày nghe nè Hiếu, ở trong kho lạnh số 1 á, có cái pallet. Pallet có nghĩa giống như là một cái tấm phản vậy đó. Mày thấy cái chỗ đó trông có vẻ là thoải mái để nằm ngủ, nhưng anh dặn mày tuyệt đối không có được lên trên đó để nằm, nghe chưa? Sau khi mà nói xong á, mọi người cũng cà phê cà pháo này nọ, thì cuối cùng đến cái giờ nghỉ trưa thì bạn Hiếu này nè, bạn mới nghĩ đâu chắc mấy ông nội nói xạo thôi, chứ trong cái tấm ba lé làm gì có gì đâu. Chắc là mấy ông muốn dùng cái chỗ đó để ngủ, cho nên là mới bịa câu chuyện đó ra để mình sợ, sợ là mình chiếm mất chỗ ngủ của mấy ông. Cho nên ha, là bạn này á, đi vô trong cái kho lạnh số 1, nằm lên trên cái tấm ba lé đó để mà ngủ. Mà vừa nằm xuống nha, trong đầu của bạn liền nghĩ á, tao mà sợ ai? Tụi mày không sợ tao thì thôi chứ, lát tao ngủ dậy không có gì mới mắc cười nè. Bạn nghĩ nguyên văn như vậy trong đầu luôn nha. Và quả nhiên á, khi bạn nằm xuống lập tức có chuyện liền. Bạn lấy một cái áo khoác á, để trùm lên trên mặt của mình để ngủ cho nó khỏi bị hóc cổ. Thì cái áo khoác bị giật phăng xuống luôn. Trong đầu của bạn không có nghĩ gì tới chuyện tâm linh đâu, mà chỉ kêu á, là mẹ bực bội ghê. Chắc là mấy ông này á, thấy mình nằm ngủ ở đây cho nên mới giả làm cái trò ma quỷ để mà hù mình chứ gì. Nhưng vừa nói xong nha các bạn, tỉnh dậy tính lấy cái áo á, thì bạn không có ngồi dậy được và tay chân á, là đơ toàn thân luôn. Khi này á, bạn nằm, bạn mới nghĩ và bạn biết là mình đang gặp ma thiệt. Và lúc này bắt đầu là bạn tụng chú đại bi. Bạn tụng từ chú đại bi nè, xong sau đó là bạn còn khấn vái ông bà tổ tiên nữa. Nhưng mà cái cảm giác đó nó không có hết nha. Và một hồi sau á, đỉnh điểm là bạn mở mắt ra. Bạn thấy trước mặt mình á, nó là một cái gì đó, nó giống như là một cái tinh thể lỏng vậy đó các bạn. Cứ mờ mờ ảo ảo mà bạn không nhìn được rõ mặt. Nhưng bạn nghe thấy có cái tiếng nói trong lúc bạn đang nhẩm chú đại bi. Bạn nghe á, là mày tưởng tao sợ bả lắm hả? Bả hiền lắm, không có dám làm gì tao đâu. Các bạn biết chú đại bi là của mẹ Quan Âm. Và cái câu nói đó, cái câu nói mà cái vong hồn đó kêu á, ý nói là bả có nghĩa là mẹ Quan Âm rất là từ bi và không có dám làm gì cái vong hồn này hết. Câu chuyện chưa dừng lại đó, vốn tính bạn Hiếu này nó cũng ương bướng mà, cho nên bạn muốn thi gan với cái vong này coi là đứa nào sẽ chịu bỏ cuộc trước. Bạn cứ nằm ở đó tiếp tục đọc chú đại bi ha, và không có chịu xin lỗi, không có nói gì hết trơn luôn. Và một hồi sau kết quả là bạn này bạn không chịu nổi nữa. Thứ nhất là bạn không ngủ được. Thứ hai á, là càng ngày bạn càng cảm thấy khó thở và những cái tràng cười của cái vong đó cứ văng vẳng ở bên tai của bạn. Lúc này nè, bạn mới nói là thôi, tao thua mày rồi. Tao hứa là từ nay tao sẽ không dám ngủ ở cái chỗ này nữa. Mày tha cho tao đi. Vừa dứt lời, bạn nghe thấy có một cái tràng cười rất là dài và nhìn thấy là cái vong đó, cái tinh thể lỏng lỏng giống như nước á, đứng trước mặt của bạn nó bay đi mất. Và sau đó thì bạn tỉnh lại. Bạn kể câu chuyện cho tất cả mọi người nghe. Thì mọi người mới kể á, là ngày xưa có một thằng cu, nó mới có 19 tuổi thôi, nó leo giàn giáo có lúc đóng tôn trần nhà bị té xuống dưới đó mà chết. Sau đó thì Hiếu có gọi điện cho mẹ của mình và ba mẹ của bạn chở xuống một cái ông sư. Sư thầy này rất là cao tay ha, tên là Sư Thầy Văn ở Biên Hòa. Sư này có tiếng lắm luôn nha. Vừa mới bước vào sảnh chánh điện đó thì sư thầy lập tức nói liền: ta chờ con rất là lâu rồi.
Khi này mọi người thắc mắc lắm, không hiểu tại sao á mà sư thầy lại nói như vậy. Thì sư thầy có giải thích là cách đây khoảng độ chừng 3-4 năm thì có một cái bà cô ha, là vai bà cô đó, là đi tới để gặp sư thầy này và kể là bà cô có một cái người cháu năm nay á, là khoảng 26-27 tuổi và hay nhìn thấy những cái vong hồn của người đã khuất, giống như là có mắt âm dương vậy đó. Nhưng mà nghe xong sư thầy nói liền, không phải, cái đứa này không phải 26-27 tuổi, nó chỉ mới có khoảng 15-16 tuổi vậy thôi. Về kiểm tra lại đi, nếu đúng là con có cái người cháu nào tầm khoảng cái tuổi đó thì dẫn nó tới đây để gặp thầy nhanh nhé. Lý do vì sao có cái sự nhầm lẫn về độ tuổi của Hiếu á, do là bà cô đó không có thân với gia đình, không có thân với ba mẹ của Hiếu, mà chỉ nghe về Hiếu thông qua lời kể của bà ngoại thôi, cho nên là nhầm cái tuổi. Tới nơi ha, bạn Hiếu này nói là sư thầy rất là cao to và khuôn mặt nhìn nghiêm khắc lắm. Sư thầy mới kêu là con lại đây, con ngồi xuống, kể cho thầy nghe tình trạng của con thế nào. Khi mà Hiếu kể ra rồi thì sư thầy mới nói là tất cả những cái vong quỷ đi theo con, những cái người đó đều đang quỳ ở trước tượng Phật mẹ. Con và gia đình không có nhìn thấy thôi, chứ tất cả bọn họ đang quỳ ở ngoài kia, không có dám theo con vào đây đâu. Sau đó thì sư thầy Văn này nè, có đốt một cái lá bùa đỏ đỏ bỏ vào ly cho bạn Hiếu này bạn uống, còn một lá bùa khác thì bỏ vào trong ví. Và thầy còn đưa thêm 7 lá bùa nữa, dặn là uống đủ một tuần thì tất cả những câu chuyện này sẽ chấm dứt, giống như là thầy đóng cái mắt âm dương lại vậy đó. Và thầy có dặn thêm là nếu vẫn còn nhìn thấy thì cứ xuống đây gặp ta thêm một lần, kiểu gì cũng hết. Và đúng như lời của sư thầy dặn, sau khi uống hết 7 lá bùa thì Hiếu không còn nhìn thấy được những cái vong hồn nữa. Nói chung là mắt âm dương của bạn đã bị sư thầy đóng lại. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ 10, cũng là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất, qua tới câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một em ha, một người em. Người em này tên là Hà và em hiện tại đang sinh sống ở Hà Nội. Em có gửi về cho Nguyễn khoảng 6-7 cái sự kiện mà em được gặp, cũng như là em nghe người thân gia đình của mình kể lại. Cái sự kiện đầu tiên á, tên là bệnh viện. Chuyện này xảy ra khi mà em mới có 1 tuổi thôi. Gia đình của em thì có bố là người Hà Nội, còn mẹ là người Thái Nguyên. Và em được sinh ra ở Hà Nội, nhưng mà tới năm 1 tuổi thì gia đình chuyển về nhà của ông bà ngoại tại Thái Nguyên để mà sinh sống. Nói sơ về cái căn nhà đó một chút xíu. Bố mẹ em thì đều làm công chức nhà nước hết. Còn trước em có một cái chị gái cách độ chừng 8 tuổi. Vì bố làm bộ đội á, cho nên là cái việc mà di chuyển đơn vị của bố diễn ra vô cùng thường xuyên và cũng không thường hay ở nhà đâu, mà ngủ lại đơn vị thôi. Từ bé đó thì em Hà này đã bị yếu phổi rồi các bạn, giống như là nó là một cái bệnh di truyền của dòng họ bên nội đó, cho nên là em thường xuyên ra vào bệnh viện như cơm bữa vậy đó. Và đến một cái năm đó khi mà mùa đông tới thì các bạn biết ngoài miền Bắc thì không khí nó rất là khắc nghiệt luôn, làm cái phổi của em bị chuyển biến nặng, cho nên là phải nằm trong bệnh viện để mà theo dõi cũng như là điều trị. Bữa tối đó ha, sau khi mà em ăn uống no nê xong rồi đó các bạn, thì mẹ cho em đi ngủ. Trong cái phòng nằm thì nó có độ khoảng 4 cái giường. Em Hà này nằm một giường nè, mẹ của em á, thì nằm ở bên cạnh. Cái giường thứ hai á, là của một cái cô kia và một cậu con trai, và có 2 cái giường còn lại thì bỏ trống. Cái đêm đó là tầm khoảng 12 giờ rồi các bạn, mẹ của em đang ngủ thì giật mình bởi cái tiếng khóc của em Hà. Em cứ khóc ré lên như vậy đó, mà dỗ suốt từ 12 giờ đến 1 giờ sáng vẫn không nín là không nín nha. Đang dỗ á, thì tự nhiên mẹ em lại cảm thấy lạnh sống lưng vô cùng luôn. Mà cái cửa sổ trong phòng đóng kín hết toàn bộ, chỉ hé hé một xíu ở cái cửa ra vào để mà lấy oxy thôi. Theo quán tính á, mẹ nhìn đi ra ngoài, nhìn đi xung quanh thì thấy là có một cái bóng đen kịt đang đứng ở ngoài hành lang, mà nhìn chăm chăm vào trong cái căn phòng này. Lúc đó mặc dù là 1 giờ sáng hơn, nhưng đèn hành lang lúc nào cũng mở, cho nên không thể nào có chuyện nhìn lầm được các bạn. Nhưng mà ngộ lắm, mẹ em nhìn cái người đó chỉ biết là dáng của một cái người con gái tóc rất là dài thôi, mặc cái bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện nhưng không thấy mặt nha. Cố gắng nhìn cỡ nào cũng không thấy mặt. Và rồi kinh khủng hơn á, là một hồi sau, cái người con gái đó đi thẳng từ ngoài cửa lớn đi vào trong phòng, nhìn chăm chăm vào chỗ của hai mẹ con em Hà này. Và rồi sau đó đi qua cái giường của hai mẹ con bên cạnh, nhìn thẳng vào đứa con trai nha và cười lên khanh khách luôn. Mẹ của em Hà này vốn là một người yếu vía, tạm gọi cô là cô Hồng đi ha.
Cho nên là cái việc mà cô thấy ma á, là cái chuyện rất là bình thường. Và ngay khoảnh khắc đó cô biết là mình gặp gì rồi, cho nên là cố gắng niệm kinh và không dám hé môi bất kỳ một câu nào hết. Sau khoảng 10 phút liên tục niệm kinh như vậy thì mẹ của em, cô Hồng, cô không còn nghe thấy cái tiếng cười nữa. Và cái tiếng khóc của em Hà này nó cũng đến luôn. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Sáng ngày hôm sau á, lúc mà cô Hồng này cô tỉnh dậy nè, thì thấy cái người mẹ của cái đứa con trai bên cạnh á, cái cô đó đặt tên là cô Hoa đi. Cô Hoa này á khóc rất là thảm luôn. Và khi mà cô Hồng ngẩng mặt nhìn qua phía bên kia đó, thì thấy đứa con trai của cô Hoa đã bị phủ khăn trắng qua tới mặt rồi các bạn. Lúc này nè, mẹ của em Hà mới biết á, là cái người con trai của cô Hoa đó tắt thở chết vào lúc sáng, trùng với cái thời điểm mà cái người phụ nữ, cái người con gái tóc dài xuất hiện ở trong căn phòng. Và khi mà khám nghiệm tử thi ra thì bác sĩ người ta nói á, là bị khó thở ở phổi dẫn đến suy hô hấp rồi chết. Và mãi một thời gian về sau này thì cô Hồng, mẹ của em Hà này, mới biết là cái bóng mà mẹ em nhìn thấy á, là một người phụ nữ nha, bị một vị bác sĩ mổ nhầm dẫn tới cái chuyện là tử vong. Và ở ngày trước á, cái bệnh viện, cái chỗ cái phòng nhi này á, nó là phòng phẫu thuật. Nhưng mà do bệnh viện sửa sang lại biến cái phòng phẫu thuật thành cái phòng nhi, và sở dĩ em không bị cái hồn ma kia bắt hồn đi á, là do trên cổ em có đeo một cái chuỗi vòng. Trong cái chuỗi vòng đó có lá bùa của dòng họ, cho nên là được các cụ phù hộ thoát được cái kiếp nạn. Chứ không đáng ra cái người bị bắt đi chính là cái em Hà này. Và đó là kết thúc sự kiện đầu tiên. Qua tới sự kiện thứ hai. Sự kiện này xảy ra lúc mà gia đình của em Hà không ở chung với nhà của bà ngoại nữa, mà chuyển ra ở riêng. Nhưng cũng không xa lắm đâu các bạn. Từ nhà của bà đi qua nhà của gia đình em độ khoảng chừng có 5 cây số thôi. Và cái nhà này á, thì cái sân và cái cổng của nó thì thấp hẳn so với mặt đường luôn, sập sệ vô cùng. Và khi mà mới chuyển tới thì gia đình em còn nghe là có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra ở cái tuyến đường nhà đó lắm. Nhà em năm đó thì cũng không có giàu có gì đâu, nhưng tạm chung được gọi là kiểu cũng khá giả, và nói chung là có dư chút đỉnh á. Thêm nữa là bố mẹ cũng không có muốn làm phiền ông bà ngoại nữa, cho nên là đã thuê một cái người bảo mẫu về để mà chăm em. Còn người chị gái của em thì được gửi vào trong nhà trẻ. Cô bảo mẫu đó đặt tên là cô Mì ha. Cái cô Mì này nè, là một cái giáo viên ở trường mầm non, nhưng mà không biết vì lý do gì mà cô nghỉ dạy và nhận làm bảo mẫu tại nhà. Thường công việc của cô á, là 7 giờ sáng sẽ tới để nấu cái bữa ăn sáng, thay tã rồi chăm sóc cho em Hà này. Đến buổi trưa á, thì mẹ của em Hà về. Cái lần đó thì cũng như mọi khi thôi, cô vẫn đến đúng 7 giờ sáng à. Và trong cái lúc mà cô này cô đang quậy bột á, thì có một cái câu chuyện xảy ra. Cô nghe thấy có cái tiếng khóc của em Hà này phát ra ở tầng trên. Và cái lúc mà cô chạy lên trên cô coi á, có một cái sự kiện nó không thể nào lý giải được luôn các bạn. Trước khi mà đi ra khỏi nhà thì mẹ của em đã đặt em nằm ở trong một cái nôi bằng gỗ. Các bạn biết dạng cái nôi mà nó giống như là cái lật đật á, lật qua lật lại, lật qua lật lại như vậy nè. Nhưng mà khi cô Mì, cái cô bảo mẫu cô lên cô coi á, thì cô thấy là cái nôi gỗ nặng trịch nó bị lật úp lại luôn. Và em Hà này đang nằm kẹt ở bên dưới cái nôi đó. Các bạn biết cái nôi gỗ nó cực kỳ nặng. Một cái đứa trẻ không thể nào lắc lư đung đưa qua lại mà lật úp được cái nôi xuống như vậy hết. Khi đó cô Mì này cũng mới bế cái em Hà này lên và cổ vỗ quá trời luôn. Thì tự nhiên đèn ở trong phòng cứ chớp tắt liên tục. Và một hồi sau khi nhìn kỹ lại thì chính mắt cô Mì này thấy á, trong góc nhà có một cái đứa bé các bạn. Cái đứa bé này nè, cái đầu của nó bị nát bét đến mức mà lòi cả óc. Xong rồi máu me nó cứ chảy từ trên đầu chảy xuống mặt. Và kinh khủng hơn nữa là từ miệng của đứa bé đó nha, nó cứ ọc ra liên tục những cái dòng máu tươi. Cô không thể nào nhìn lầm được, lúc đó mới có 7 giờ sáng thôi, không thể nào mà cô cho là mình bị hoa mắt. Và khỏi phải nói rồi, vừa chứng kiến cảnh tượng kinh khủng khiếp như vậy á, cô mới ẵm cái em Hà này nè, nhanh chóng là chạy một mạch ra khỏi nhà. Và sau đó cô kể lại câu chuyện này ra với ba mẹ của em, và cô xin nghỉ việc luôn, không có dám làm nữa các bạn. Lúc đó đó, bố mẹ em nghe như vậy xong cũng sợ chứ, mới đưa em Hà này về nhà bà ngoại để ở. Và bố mẹ cũng lập một cái bàn cúng nho nhỏ ở trong cái chỗ trước cái cổng nhà đó, để mong là những cái vong linh mà chết oan do tai nạn giao thông đó được siêu thoát. Đó là kết thúc sự kiện thứ hai. Qua tới cái sự kiện thứ ba.
Bẵng đi một thời gian sau thì bố của em chuyển đơn vị công tác xuống Hà Nội, cho nên là gia đình em cũng đi theo luôn ha. Và năm đó thì em Hà này được khoảng 4 tuổi, và câu chuyện này cũng mẹ kể lại thôi. Sáng sớm hôm đó đó, mẹ em tỉnh dậy đang đánh răng thì mẹ nghe thấy có cái tiếng gọi, gọi á là Hồng ơi, Hồng ơi Hồng. Mẹ mới giật mình lắm, mới chạy ra cái ban công ở trên lầu á để mà nhìn xuống dưới cổng coi là ai gọi mình, nhưng mà không thấy ai hết trơn luôn. Và mẹ em cứ đinh ninh là chắc là người ta đi từ ngoài cái cổng đi vào trong nhà để bị khuất cái lan can dưới cho nên không thấy được đó. Thì mẹ em mới đi từ trên lầu đi xuống dưới cửa chính nhà nhưng vẫn không thấy một ai hết. Nghĩ chắc là mình nghe nhầm, cho nên là mẹ em cũng bỏ ngoài tai. Và nói sơ qua về cô Hồng chút xíu ha. Cô là giáo viên vệ sinh, cho nên là hôm nào có tiết ở trường thì cô mới đi. Và có cái hôm đó mà cô bị kêu như vậy đó thì cô ở nhà, và đến cái buổi trưa đó, các bạn, khi mà mẹ đò, cô Hồng này cổ đang nấu cơm á, thì tự nhiên cổ lại nghe thấy tiếp tục có cái tiếng gọi tên mình nữa. Gọi á là Hồng ơi. Khi này nè, cô vẫn chạy ra bên ngoài để coi, nhưng một lần nữa lại không thấy bất kỳ một người nào hết. Và cái lần thứ hai này cô vẫn nghĩ là mình bị nghe nhầm thôi, không có nghĩ là mình bị ma gọi hoặc là cái vấn đề tâm linh đâu. Nhưng tới cái lúc chiều á, khi mà cô đang tắm á, cô lại nghe thấy có tiếng gọi đó một lần nữa. Và chị gái của em Hà này khi đó cũng đi đâu về á, cho nên là cái cô Hồng cô đứng ở trong toilet, cô mới gọi vọng ra là con ơi, con coi giùm mẹ coi là ai gọi mẹ vậy, mẹ cứ nghe thấy có tiếng người gọi mẹ hoài. Chị của em Hà đó nhìn ra bên ngoài, nhìn ngó xung quanh, và bản thân chị ban nãy giờ là đứng ở ngoài cửa thì làm gì có nghe thấy cái tiếng ai kêu tên mẹ của mình đâu. Cho nên chị mới trả lời á, là làm gì có ai đâu mẹ ơi, chắc mẹ nghe lộn rồi đó. Khi này bắt đầu cô Hồng cũng nghi nghi rồi. Cho đến đỉnh điểm là cái buổi tối hôm đó. Tối cái ngày hôm đó đó, cô Hồng này ngồi soạn giáo án rất là muộn. Chồng thì đi ngủ trước rồi và cô ngồi có một mình thôi nha. Đang làm việc bình thường thì tự dưng cô nghe thấy cái tiếng điện thoại bàn nó rung lên. Nhưng đáng sợ một chỗ là như vậy nè các bạn. Cái điện thoại bàn trong nhà của cô nó bị hư từ rất lâu rồi. Và chồng cô còn rút hẳn cái dây điện ra thì làm sao mà nó kêu lên được nữa. Nhưng khi này không biết ma xui quỷ khiến dẫn đường kiểu gì mà cô quyết định cô vẫn đi ra ngoài cái chỗ điện thoại bàn đó để cô nhấc cái máy lên. Và ngay khi đặt cái ống nghe vào lỗ tai thì đầu dây bên kia vang lên đúng có hai chữ thôi. Hồng ơi. Khỏi phải nói rồi. Lúc này cô quá sợ để cô dập cái điện thoại xuống và chạy nhanh vào trong phòng để ngủ. Tưởng đâu là mọi chuyện đã xong rồi nhưng chưa. Trong cái cơn mơ đêm hôm đó, mẹ em chính mắt nhìn thấy nha. Có một cái người phụ nữ khuôn mặt bị mục nát thối rữa đến cái nỗi mà dòi bọ nó bu chi chích. Cái người đó áp sát cái gương mặt vào mẹ của em Hà này. Và ghê hơn nữa là người ta còn nói với mẹ em á là tại sao tao gọi mày mà mày không trả lời. Chứng kiến một cái cảnh tượng nó quá là khiếp đảm như vậy, cho nên là mẹ em vừa bật khóc trong cơn mơ nha, vừa niệm Phật, vừa niệm ông bà, gọi là kêu là cầu cứu toàn bộ gia tiên luôn đó. Và may mắn một hồi sau á thì bố lay mẹ dậy được, và ngay sáng hôm sau là mẹ mời thầy về nhà và lập luôn cái bàn cúng. Đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ ba, qua tới cái sự kiện thứ tư. Câu chuyện này xảy ra vào cái năm mà em này cũng tương đối là lớn rồi đó. Và đợt đó dịp hè thì gia đình có đi du lịch cùng nhau xuống dưới Quảng Bình. Và cái khách sạn mà gia đình của em thuê đó thì là một khách sạn cổ nằm biệt lập tại một cái vùng cách xa khu dân cư tầm khoảng 10 cây số. Vì cách xa khu dân cư là thứ nhất, cái thứ hai là cái kiến trúc của nó rất là cổ kính, cho nên tổng quan cái không khí ở cái chỗ đó nó rất là âm u đến đáng sợ. Khi mở quầy lễ tân á, chú của em Hà này có kêu mọi người tới đây để mà bóc chìa khóa phòng đi, tại vì họ không có book được những cái phòng nó gần nhau cùng một tầng mà phải chia ra tầng 3, tầng 4, tầng 5 và tầng 6. Và khi đó thì em Hà này được xếp ở cùng với một cái người em gái, cũng là cái người em họ ha, thì hai chị em cũng trạc trạc tuổi nhau. Và giống như là có một cái điềm vậy các bạn. Cái chìa khóa mà em Hà này bóc trong cái đống đó đó, nó chính là căn phòng 404 nằm ở tầng 4. Và chỉ có một mình căn phòng của em và người em họ là ở tầng 4 thôi nha. Và cái điều đặc biệt là phòng 404 này nó lại nằm ở cuối cùng của dãy hành lang và cách biệt hoàn toàn với tất cả những cái phòng còn lại. Khi mà em nhận chìa khóa, mở cửa vào phòng là chìa khóa bằng thẻ từ ha. Mở cửa vào trong á,
em cảm thấy là âm khí chỗ này nó làm cho em rất là lạnh sống lưng, nó lạnh lắm kìa. Mà đến mức em cảm nhận được là có một người nào đó ở sẵn trong căn phòng này ngoại trừ hai chị em của em. Mặc dù cảm giác như vậy nhưng mà do vừa mới tới nơi, một phần vì mệt, một phần cũng háo hức đi chơi đó, cho nên Hà cùng với người em họ của mình tên là Linh đi, hai chị em mới cùng nhau đi xuống biển bơi khoảng tầm đâu 6 giờ thì quay trở lại lên phòng. Mà lúc đó có một cái sự kiện xảy ra là người em Linh á, em quên đồ ở trên phòng của ba mẹ ở trên tầng khác, cho nên là em mới đi lên để mà lấy. Thì chỉ còn có một mình em Hà này ở lại mà thôi. Và lúc đó em mới bắt đầu phát hiện ra có những cái điều kỳ lạ trong phòng của mình. Cái việc đầu tiên là em nhìn thấy những cái dấu chân các bạn. Các bạn cứ hình dung á, nếu mà chân mình đang dính nước mà mình bước lên trên những cái sàn gỗ thì nó sẽ lưu lại dấu ở trên đó. Và em phát hiện nha, cái dấu chân này nó bắt đầu từ ngoài cái cửa ban công đi tới giữa phòng rồi biến mất. Khi đó đó, trước khi mà đi bơi em đã để một cái biển là không có làm phiền rồi. Cho nên lao công những cái cô mà housekeeping á, cái cổ không vào là chuyện chắc chắn rồi. Cái chuyện thứ hai nữa là hai chị em vừa mới mở cửa ra thì con bé em nó đi lên trên lầu trên để lấy phòng của nó, để lấy đồ của nó để quên. Thì còn mỗi mình em Hà này thôi, thì làm sao cái dấu chân đó ở đâu mà xuất hiện? Và lúc này em cảm giác em biết chắc chắn luôn là có những cái gì đó về tâm linh. Cái lúc đó mặc dù rất là sợ nha, nhưng mà em Hà này vẫn cố gắng bình tĩnh đi vào trong phòng tắm. Em mới xả cái nước bồn tắm á các bạn, và ngồi trong đó cố gắng xua tan đi những cái suy nghĩ vừa rồi. Và em nghĩ đâu chắc có thể là do mình tưởng tượng lên quá thôi. Nhưng mà chuyện chưa dừng lại các bạn. Cái cấu trúc ở trong những cái phòng khách sạn kiểu như vậy á, là từ bên trong nhà vệ sinh có thể nhìn ra bên ngoài và ngược lại. Còn nếu như những người nào mà họ muốn tự, họ muốn có không gian riêng tư á, thì ngay cái khung cửa sổ đó nó sẽ có một cái rèm và có thể kéo được từ bên trong của cái nhà vệ sinh. Nhưng lúc đó ha, em Hà này xả nước nằm trong cái bồn tắm và em không có hạ cái rèm đó xuống. Một hồi sau, khi mà em đang nằm thư giãn bình thường như vậy thì tự nhiên em để ý tới cái lối cửa đi ra ngoài cái ban công. Ở đó đó các bạn, nó có một cái rèm che. Và khi mà em nhìn kỹ lại á, thì ở bên dưới cái rèm che nó có lòi ra hai cái chân người trắng nhách luôn các bạn. Nó giống như là các bạn núp ở đằng sau cái tấm màn giống như vậy nè, mà lộ hai cái chân ra. Và cái điều đáng sợ là hai cái mũi chân đó đang hướng thẳng về phía của em Hà này. Có nghĩa là nếu như bỏ cái rèm che ra thì cái người đang núp ở đằng sau đó đang nhìn chăm chăm vào em luôn. Em còn nhớ chính xác tới cái độ á, cái đôi bàn chân đó nó trắng mà nó lở mà nó sưng phù lên giống như là cái người chết đuối vậy đó. Và cái lúc này nè, quá sợ rồi, em tưởng nó là xong rồi, nhưng may mắn là cái đứa em họ của em á đứng ở bên ngoài gõ cửa và kêu em đi ra để mở cửa cho nó. Thì lúc đó em nhìn lại á, cái đôi chân đó biến mất hoàn toàn luôn. Cho đến cái buổi tối hôm đó nha, cái cô bé em họ tên là Linh á đang ngủ. Bản thân em Hà này là một cái người thức rất là khuya luôn, nhiều khi đến 3 giờ sáng thì em mới ngủ lận. Và đang nằm bình thường tới khoảng 12 giờ đêm hôm đó thì tự nhiên con bé Linh á, nó gào lên, nó kêu á là chị Hà ơi, chị cứu em với, chị vớt em lên đi chị, người ta dìm em xuống nước kìa. Lúc này á, mặt của em Hà tái mét luôn, mới vội vàng lay người em họ của mình dậy và trấn tĩnh kêu á là em ơi, em làm sao vậy, đừng có sợ, có chị ở đây nè. Và khi mà em Linh tỉnh lại thì em Linh kể là em nằm mơ thấy bị người ta chấn đầu xuống dưới nước. Qua ngày hôm sau á, có một lần em Hà này đi chơi nhưng mà em mệt quá cho nên là em xin về trước. Và lúc mà em lên phòng em nằm á, thì tự nhiên em bị bóng đè nha. Và em còn nhớ luôn cái cảm giác á, khi mà em mở được con mắt ra, tay chân thì vẫn bất động. Em cảm thấy là có một cái bóng nó áp sát vào mặt của em luôn. Và em không nhìn rõ mặt. Em chỉ chắc chắn là mặt của một cái người con gái, tóc rất là dài nè, tại vì nước á các bạn, ở trên mái tóc nó nhiễu tỏn xuống gương mặt của em. Và cái cảm giác nó chân thật lắm kìa. Và lúc đó một lần nữa, em đang trong cái cơn hoảng sợ thì may mắn là cái người em họ của em á đứng ở trước gõ cửa phòng và làm cho em bừng tỉnh lại, em điều khiển được cơ thể của mình. Và sau cái lần đó thì cũng không có chuyện gì xảy ra nữa cho đến cái hôm thứ tư. Cái hôm thứ tư đó cả gia đình đi du lịch làng chài, nhưng mà con bé Linh nó làm biếng, nó muốn đi, cho nên là Hà ở lại phòng với lại bé Linh. Và hai chị em cứ nằm lướt điện thoại vậy đó. Thì một hồi sau con Linh nó ngủ say các bạn, và đang ngủ thì tự nhiên nghe thấy tiếng của nó hú hét. Và hồi nó tỉnh dậy á thì nó bắt đầu thở dốc, nó giống như là vừa mới chạy bộ rất là lâu vậy á. Khi này nè,
Hà mới hỏi là sao vậy, sao tự nhiên mày thở dốc như con điên vậy? Thì con bé Linh nó mới kêu á, nó nói là chị ơi, giống như là kiểu lắp bắp muốn nói nhưng mà chưa có sức để nói đó các bạn. Thì Hà mới lập tức nha, Hà mới kêu, có phải là mày nằm mơ thấy có người ngồi lên trên người của mày sau đó bóp cổ mày đến khó thở đúng không? Con bé Linh quay sang nhìn người chị của mình, gương mặt rất là thất thần luôn, không biết vì sao mà Hà lại biết. Và Linh gật đầu xác nhận là đúng, ban nãy Linh bị bóng đè và thấy đúng những gì mà Hà vừa nói. Và khi này hai chị em nhìn nhau nè, biết rồi, và không ai nói vài tiếng nào nữa, mãi cho đến khi mà trở về Hà Nội đó các bạn. Có một cái người dì ở trong đoàn ha, người dì này đi xem thầy á, thì kể lại toàn bộ những cái sự việc mà hai đứa cháu của mình nói ra. Thì ông thầy ổng mới kêu là trong cái khách sạn đó, trong căn phòng đó có một cô gái chết các bạn. Cái cô gái này nè, đi chơi sau đó bị hiếp dâm, rồi cuối cùng á, những cái kẻ thù ác nhấn chìm cô ấy vào trong cái bồn tắm. Và cái đôi chân phồng lên trương phù nứt nẻ mà em Hà này nhìn thấy trong cái lần đầu tiên ở tại căn phòng đó chính là của cô gái đó. Và chắc chắn là các bạn cũng biết những cái câu chuyện xảy ra trong khách sạn này Nguyễn đã kể rất nhiều và không có bất kỳ một cái câu chuyện nào được phép lên báo hết. Và đến đây là kết thúc sự kiện thứ tư, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn kể cho đến giờ này. Và như thường lệ, nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn hoặc những người em nào có những câu chuyện ma có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễn.vlog2512@gmail.com. Đường link Gmail của Nguyễn, đường link Facebook, đường link page, đường link donate ủng hộ cho Nguyễn và đường link kênh Hồ Sơ X, tất cả đều có trong phần mô tả và trong phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều.